buồn với mạng nhện thế nào em thấy không hiểu gen là cái gì đó, hình thái thế nào đó, cấu trúc là sao, chức năng nó là gì, thì cái mã di truyền là cái gì, thì chúng ta sẽ học ở bài hôm nay nhá. Nào học về một đối tượng ở trong sinh học đúng không, thầy đã phân tích như các bạn ở các bài trước, thầy đã phân tích rồi, kể cả cái bài về protein thầy cũng đã nói lại rồi, đó là gì đây, với một đối tượng sinh học nhá, đối tượng sinh học bạn nghiên cứu một đối tượng sinh học, ở đây đối tượng là gì đây, là gen đúng không, thế thì các bạn tập trung vào thầy mấy cái ý như sau. Thứ nhất các bạn, nó là cái gì, khái niệm nó là ai đúng không, tiếp theo các bạn tìm hiểu của thầy là cấu trúc, trước khi vào cấu trúc thì ta đảo qua một chút cấu tạo cũng được các bạn nhé, cấu tạo, cấu trúc và cuối cùng là chức năng. Đấy, một đối tượng sinh học thì các bạn cứ nghiên cứu thế này cho thầy nhé. Đấy, cấu trúc, chức năng, tập trung hai quan trọng nhất là hai thằng này này, cấu trúc và chức năng ở trong môn sinh học. Được chưa? Còn môn hóa học thì các bạn học về cấu tạo và các phản ứng hóa học của nó, đúng không? Còn đối với sinh học thì chúng ta học cấu trúc và chức năng. Ok, thế thì chúng ta đi từng gạch đầu dòng một nhá. Đó, gen. Ok, gen. Khái niệm, gen là gì? Gen là ai? Đúng không? Thế thì gen, các bạn gạch chân cho thầy những cái cụm từ sau này. Gen là một đoạn. Đấy, một đoạn phân tử ADN. À, như vậy là gì đây? Ta có thể kết luận là gen thuộc ADN. Được chưa? Nhiều bạn thì bảo là ADN là gen là hoàn là chưa chính xác. ADN là gen là chưa chính xác. Bởi vì gì đây? ADN nó chứa rất nhiều gen, thế nói ADN là gen thì chưa chính xác, mà bạn phải nói gì? Gen là ADN thì là đúng hơn. Đúng không? Đấy. Mang thông tin đấy, mã hóa cho một sản phẩm xác định. Đúng không? À, thế thì đây chính là nói về gì đây, chức năng của thằng ADN đấy, thì ADN mang thông tin di truyền mà đúng không, mà ADN thì nó có thực hiện quá trình gì đây, nhân đôi, nó thực hiện quá trình phiên mã, nó tạo ra thằng mRNA, rồi thằng mRNA sẽ mang thông tin di truyền từ trong ADN để dịch mã ra thằng protein. Ok, như vậy ba thằng này liên kết với nhau đúng không, thế thì gen là một đoạn của phân tử ADN đúng không, thế thì gì đây, nó mang thông tin. Đương nhiên rồi, vì ADN mang thông tin mà. Quyết định một sản phẩm xác định. Sản phẩm của gen là gì? Chính là sản phẩm của ADN. Chính là gì? Một chuỗi polypeptide hoặc là một phân tử RNA. Đấy, thế thì thằng ADN tạo ra cái gì? Thì đấy chính là sản phẩm của thằng thằng ADN cũng chính là sản phẩm của gen luôn. Ok chưa? Đấy, như vậy là gì? Trên một cái đoạn phân tử ADN nhá. Đây. Để vẽ ở đây. Đấy, đây là một đoạn, một phân tử ADN nó rất dài thế này. Thì cái trên cái đoạn phân tử ADN này nó sẽ có chứa rất nhiều gen. Ví dụ chỗ này là gen A. Chỗ này lại là gì? Là gen B. Chỗ này lại là gì? Là gen C. Đấy, vì nó là một đoạn thôi mà. Đoạn là tính cả hai mạch. Ok, đúng rồi em ơi, đoạn là tính cả hai mạch. Tuy nhiên bởi vì ADN là hai mạch mà, tuy nhiên khi mà xét đến cái sự di chuyển của nó thì ta nên chú ý cái chỗ mạch gốc, được chưa, với mạch gốc mới là nó chứa cái bộ ba mở đầu TAX nha. Thế thì mạch nào mà chứa bộ ba mở đầu là TAX theo chiều từ 3 phẩy tới 5 phẩy thì mạch đấy được coi là mạch gốc, được chưa. Thế thì lúc khi ta nghiên cứu về gen thì ta phải xác định được mạch gốc của gen, đương nhiên là hai mạch rồi nhá. Ok, đấy là khái niệm của gen. Đây, ta có một hình vẽ đây nhá, khái niệm của gen này. Đây, đấy, đúng cái hình này vẽ luôn. ADN đây, nó có gen A, gen B, gen C thì nó sẽ phiên mã tạo ra các phân tử mRNA. Và từ các mRNA này sẽ dịch mã tạo ra các protein tương ứng, được chưa? Và sẽ đi thực hiện các chức năng tương ứng của nó nhá. Ok, khái niệm xong rồi đúng không? Thế ta sang phần gì đây? Cấu tạo, cấu trúc và chức năng. Thế gen thì cấu tạo của nó là gì các em? Nào.
Ở đây thầy không ghi vào nhưng thầy đố các bạn biết. Các bạn bình luận cho thầy xem nào. Cấu tạo của gen là gì? Gen được cấu tạo từ cái gì? Nào các bạn, nào gen cấu tạo được cái gì đây? Các bạn liên tưởng một chút đi, liên tưởng ADN, gen, đúng không? Thế thì gen cấu tạo từ cái gì? Nào bạn nào bình luận được nào, trả lời được không thầy nào? Gen là phân tử ADN, là một đoạn của phân tử ADN, đúng không? Thế thì cấu tạo của gen chính là cấu tạo của thằng ADN thôi, đúng không? Thế ADN cấu tạo được cái gì? ADN được cấu tạo từ các phân tử là CHONP, đúng không? Đấy, thế thì gen cũng được cấu tạo từ những các phân tử đấy. Đơn phân nucleotide. Không phải em ạ. Đấy là cấu trúc rồi, Hưng nhá. Cấu trúc là được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. Đấy là cấu trúc, không phải cấu tạo. Cấu tạo thì nhắc đến các phân tử như kiểu của hóa học ấy. Còn nếu nhắc đến nu thì là cấu trúc rồi em nhá. Đấy, em đọc lại kiến thức đấy, chỉ một cái kiến thức nhỏ nhỏ thôi. Nếu đề thi nó hỏi thì các bạn đã trả lời sai rồi. Không phải cấu tạo mà là cấu trúc. Được chưa? Gen cấu tạo 3 phần á, cấu trúc em. Đấy các bạn cứ nhầm lẫn giữa cấu trúc và cấu tạo. Đấy. Y học các bạn được nhắc cấu tạo rất nhiều. Nhắc đến cụm từ cấu tạo rất nhiều, nhắc đến cụm từ cấu trúc rất nhiều, nhưng mà nhiều khi bạn cũng chả hiểu cấu tạo cấu trúc là cái gì. Đúng rồi. Cấu tạo từ các đấy phân tử đường đấy. Rồi nhóm phốt phát, đấy chính là CHONP đấy. Được chưa? Rồi đường là đại phân tử thôi. Còn nếu nói đến phân tử thì nói đến carbon, hydro, oxy, nitơ, phosphor. Ok. Đúng rồi. Nha. Rồi, đấy là về cấu tạo của gen đấy nha. Còn cấu trúc của gen đây, nhắc đến cấu trúc của nó. Đúng không? Thế thì mỗi gen có 3 vùng. Một gen có 3 vùng. Có nghĩa là trong cái gen A này nó sẽ có 3 vùng. Trong gen B này nó cũng sẽ có 3 vùng và trong gen C này nó cũng sẽ có 3 vùng. Mỗi gen đều có 3 vùng. Nha. Được chưa? Thế thì nó gồm 3 vùng nào? Được chưa? Thế thì một vùng thứ nhất là vùng điều hòa. Vùng thứ hai là vùng mã hóa. Và vùng thứ ba là vùng kết thúc. Nó có 3 vùng, được chưa? Tại sao gen là phải chia làm nhiều vùng như vậy? Đúng không? Nó chứa thông tin di truyền rồi, tại sao phải chia nhiều vùng thế làm gì? Đấy, nó đều có lý do của nó cả. Các bạn nhá. Các bạn phải hiểu là gen nó có vai trò gì đã, để xong rồi ta sẽ tìm hiểu tại sao nó có 3 vùng. Gen là gì? Nó quy định cái thằng phân tử protein, mà thằng protein nó tham gia chức năng cơ thể. Thế nên khi nào cơ thể cần thì cái thằng gen này nó mới tổng hợp ra cái protein đó. Thế nên nó phải được gì đây? Thế nó phải được kiểm soát. Đúng không? Thế nếu nó không kiểm soát thì nó sẽ lúc ta cần nó không tạo ra, lúc ta không cần nó lại tạo ra. Nó là làm việc một cách không có tổ chức. Thế nên ta phải đây. Đấy, cái sự tiến hóa và sự hay của môn sinh học là chỗ đấy. Sai hay của cái sự của cái sinh vật là như vậy, là nó có cái sự đây, nó có cái sự kiểm soát và nó có một cái gọi thay vì nó là gì đây? Nó một cái tiến hóa rất là hoàn hảo. Đúng không? Nó có sự điều hòa gen ở đây. Đấy, cái bài này cũng liên quan đến điều hòa gen nhá. Nhưng sau buổi ta học thì chúng ta sẽ nhắc đến kỹ hơn. Đây, cấu trúc của gen này. Thầy từ từ lát thầy sẽ nhắc đến chức năng của từng vùng. Thầy bây giờ thầy phân tích cái vị trí của các vùng đã. Thì đây một gen đây, nó hơi mờ một chút, các bạn cố gắng theo dõi nhá, tại vì in ra nó hơi mờ. Đây là một gen. Đấy, nằm trên phân tử ADN đây. Thế là sẽ có hai mạch đúng không? Một mạch gốc và một mạch bổ sung. Đấy, thế thì đây, chỗ này từ đây đến đây là gen A. Đây là gen A, cái gen đây. Thầy kêu là gen A nhá. Từ đây đến đây là gen A đây. Đấy. Còn cái bên này của gen B, gen C, gen D, gen hàng xóm thì chúng ta không quan tâm. Ta quan tâm là gen A này nè. Thế trong gen này nó sẽ chia làm 3 vùng. Đây, vùng 1 đây, vùng 2 đây và vùng 3 đây. Thế vùng này là vùng điều hòa đây. Thầy viết tắt nhá, vùng điều hòa. Được chưa? Chỗ này là vùng mã hóa, các bạn nhìn được đúng không? Và chỗ này là gì đây? Vùng kết thúc. Đấy, các bạn phải xác định được vị trí của nó nha. Thế thì
ta có hai mạch, nếu mạch này là 3 phẩy tới 5 phẩy, mạch dưới là 5 phẩy tới trên là 3 phẩy tới 5 phẩy, dưới cũng là 3 phẩy tới 5 phẩy, ngược lại thôi, đúng không? Thế thì bây giờ ta phải xác định nó nằm ở đầu nào. Một nó nằm ở đầu này, hai nằm ở đầu này, đúng không? Đấy, thế thì ta phải xác định được cái mạch gốc của nó. Đấy, việc đầu tiên là bạn xác định được cái mạch gốc. Mạch gốc là cái mạch chứa, mạch gốc chứa 3 phẩy T A X 5 phẩy nhá. Còn bạn nào mà bảo mạch 3 phẩy tới 5 phẩy là mạch gốc là chưa chính xác, thì thầy đang nói cái này mạch gốc đúng không, mạch trên là mạch gốc đúng không, thì thầy xoay ngược lại phát thì sao, thì hóa mạch dưới là mạch gốc à? Đây cũng có đầu 3 phẩy đấy, đây cũng là gì đấy, 5 phẩy đấy, 3 phẩy tới 5 phẩy đấy. Đấy, thế việc xác định mạch gốc là các bạn phải xác định cho thầy cái mạch nào nó chứa 3 phẩy T A X. Vì sao lại cái chứa bộ 3 này? Bởi vì trên MARN cái bộ 3 mở đầu ấy chính là gì đây? AUG đúng không? 5 phẩy tới 3 phẩy. Và nó sẽ quy định cái gì? Acid amin mở đầu. Đúng không? Đấy, thế thì cái này nó sẽ được phiên mã từ cái gen nó chứa bộ 3 này. Thế thì bộ 3 nào mà nó có chứa cái này nó sẽ là bộ 3 mạch gốc. Được chưa? Thế thì đối với ba này chúng ta quy định với nhau mạch trên là mạch gốc nhá, 3 phẩy, 5 phẩy. Ok. Thế thì cái vùng điều hòa này nó sẽ nằm ở đầu 3 phẩy ở cái mạch gốc. Được chưa? Vùng mã hóa là nằm ở giữa ngay sau vùng điều hòa, và vùng kết thúc đương nhiên là nằm sau vùng mã hóa, chứ là ở cái đoạn 5 phẩy của nó. Được chưa? Ok, như vậy là sẽ là 3 phẩy. Và đây sẽ là 5 phẩy. Đúng không? Đấy nha. Đấy. Nhưng mà cái mạch chiều dài của gen ấy, cái mạch mà để kéo dài nó lại có chiều từ 5 phẩy tới 3 phẩy. Đấy, các bạn phải phân biệt rõ ra, không nhầm đấy nhá. Mạch nu ADN thì kéo dài theo chiều từ 5 phẩy tới 3 phẩy. Nhưng mạch gốc này có chiều từ 3 phẩy tới 5 phẩy. Vì nó phiên mã ra phân tử mRNA có chiều từ 5 phẩy tới 3 phẩy. Đấy, các bạn hiểu rõ là thế thế nhá, không là nhầm đấy. Đấy, một chi tiết rất nhỏ nhưng mà các bạn không hiểu được là các bạn nhầm ngay. Ok, đấy, đấy là vị trí nhá. Bây giờ đến chức năng này. Vùng điều hòa là chức năng gì? Nghe từ điều hòa, đúng không? Nghe từ điều hòa là chúng ta biết là gì đây? Nó có vai trò là gì? Kiểm soát, đúng không? Thì điều hòa mà, nó cho hay không cho là quyền của nó. Thế nó sẽ có vai trò gì đây? Kiểm soát. Đã, đây, cái chân cho thầy kiểm soát quá trình phiên mã. Kiểm soát bằng cách nào? Đúng không? Kiểm soát quá trình phiên mã chính là tạo ra thằng mRNA ấy. À, tại sao nó tạo ra thằng ARN chung? Thế kiểm soát bằng cách nào? Kiểm soát bằng cách gì? Nó mang tín hiệu khởi động. Mang tín hiệu khởi động quá trình phiên mã. Đúng không? Để phiên mã được ta phải gì? Có tín hiệu khởi động. Ý là có cái đoạn gen gần cái đoạn gen mã mở đầu ấy. Đấy, các bạn nhớ lại cái quá trình phiên mã một chút, đó là gì? Enzyme sẽ bám vào vùng gần mã mở đầu để tháo xoắn, đúng không? Thế cái vùng gần mã khởi đầu chính là vùng gì? Chính là vùng điều hòa này. Nó mang tín hiệu khởi động phiên mã. Bám vào đấy, nó ok, chấp nhận cho đi qua, thế thì nó mới đi qua để phiên mã. Còn nếu nó bảo không được, gen không cần, không tổng hợp thì nó sẽ gì? Dừng ngay ở đây rồi. Nó kiểu cánh cửa vào, như kiểu bảo người bảo vệ ấy. Giống như bạn đến chung cư mà bạn không có thẻ, bạn đến gặp bảo vệ bảo không, mà cái tòa nhà này chỉ có người có thẻ vào thôi, thế thì bạn không được vào. Đấy, thằng vùng điều hòa coi như là người bảo vệ của cái tòa nhà các bạn đang ở ấy. Đấy chưa? Thế nhá. Đấy, vùng điều hòa. Tiếp theo, sau vùng điều hòa là vùng gì? Vùng mã hóa. Khi enzyme đã vượt qua được vùng điều hòa rồi thì sẽ tiến vào vùng mã hóa để bắt đầu gì? Bắt đầu phiên mã, đúng không? Đây này, kiểm soát quá trình phiên mã thì nó đi qua đến vùng này sẽ để phiên mã. Được chưa? Ta nhớ vẫn nằm trên gen nhá. Đấy, vẫn nằm trên ADN. Thế thì trên gen là chứa gì? Chứa trình tự nu, đúng không? Thế trình tự nu đấy nó có vai trò là gì? Quy định trình tự ở trên thằng mRNA. Và từ thằng mRNA sẽ quy định trình tự acid amin, phải không các bạn? Ok. Thế thì
Trên vùng mã hóa chính là gì? Mang thông tin để mã hóa các acetamin. Đấy, đơn giản vậy thôi. Bản chất nó là ADN thôi mà. Thì ADN sẽ quy định cái trình tự acetamin. Đúng không? Đấy, học cái phần dịch mã rồi chắc các bạn hiểu. Thế thì ở đây ta có hai thằng sinh vật ta cần phân loại. Thứ nhất là sinh vật nhân sơ. Thứ hai là sinh vật nhân thực. Ta có hai sinh vật này. Thế ở nhân sơ thì sao? Ở nhân sơ ấy, thì cái gen của nó là gen không phân mảnh. Là có nghĩa là gì? Nó chứa vùng mã hóa liên tục. Đấy, thế thì không phân mảnh là gì? Các bạn như kiểu tưởng tượng là gì? Là vào có sự xen kẽ. Đấy, như kiểu cái con rắn trắng đen ấy, khúc đen khúc trắng ấy, bạn nào biết nhỉ? Nó sẽ có khúc đen sau này đến khúc trắng, sau này đến khúc đen, sau này đến khúc trắng. Thế cái kiểu như vậy người ta gọi là kiểu phân mảnh. Ok, chào ba Rang Nguyễn nha. Đấy, bạn nào vào xem sau thì xem bài thế nhá. Đấy, gọi là, nhưng mà trên sinh vật nhân sơ ấy thì nó không có sự phân mảnh đấy. Có nghĩa là tất cả nu đều quy định trình tự acetamin hết. Còn ở trên sinh vật nhân thực thì nó lại có điều đặc biệt. Đây là một sự tiến hóa các bạn nhá, chứ không phải là nó sự khác biệt nhau. Đây là trên một sự tiến hóa đấy. Nó là có vùng mã hóa không liên tục. Không liên tục. Có nghĩa là gì đây? Là nó có sự gì đây? Có sự phân mảnh. Đây gọi là gen phân mảnh này. Có nghĩa là gì? Xen kẽ các đoạn mã hóa acetamin thì là nó có đoạn không mã hóa acetamin. Thế cái đoạn mã hóa acetamin thì nó đặt tên là esong. Còn cái đoạn mà không mã hóa acetamin thì người ta gọi nó là introng. Đấy. Thấy chưa? Thế tiến hóa chỗ nào? Đó là gen thì nó có quá trình, nó có sự đột biến gen. Thế nếu đột biến gen vào vùng mã hóa acetamin thì rõ ràng acetamin sẽ bị thay đổi và cái tính trạng của các bạn sẽ bị thay đổi về chức năng. Nó sẽ không biểu hiện được. Nhưng nếu trong gen đấy nó đột biến mà vào cái vùng introng này, đúng không? Thế thì gì? Gen của các bạn sẽ không bị thay đổi về chức năng. Protein của các bạn sẽ không bị thay đổi về chức năng. Đúng không? Vì đây đang đột biến trên gen nhá. Sau đó khi gì? Các bạn nhớ là quá trình phiên mã một chút, đó là khi chúng ta phiên mã ra thằng mRNA thì thằng mRNA đấy chỉ là mRNA sơ khai thôi. Nó phải có giai đoạn gì? Cắt đoạn introng nối các exon lại để tạo thành mRNA trưởng thành. Đúng không ạ? Thế nếu như đột biến vào vùng introng rồi thì sau khi phiên mã ra thì nó sẽ cắt vào đoạn introng đấy thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến mã di truyền trong gen cả. Đấy, đấy là một sự tiến hóa của gen. Các bạn hiểu chưa? Nha. Đấy chứ không phải nó introng là cái gì ở đây. À đây, nhắc luôn một chút. Thì trên gen ấy nó sẽ có trình tự như sau này. Vùng mã hóa thôi nhá. Thì nó có xen kẽ giữa exon và introng đúng không? Thì exon thì viết là E nhá, introng thì viết là I nhá. Thì nó sẽ xen kẽ là E I, xong lại E, xong lại đến I, đúng không? Xong lại đến E, xong lại đến I. Nó sẽ viết nhiều một chút và sau cuối cùng là đến gì? Đến E. Như vậy ta thấy một gì đây? E I E I E I, đầu có exon, cuối cũng có exon. Bởi vì exon là giai đoạn quy định trình tự. Thế nên nó bắt buộc cái đoạn đầu và cuối phải là đoạn quy định trình tự. Hiểu không các bạn? Thế nó không, nếu mà không có thì gì đây? Khi phiên ma ra mà phải cắt ngay vào đoạn đầu thế thì nó mất acetamin ở đầu rồi. Mất cái đoạn đầu rồi. Nha. Thế thì các bạn thấy sẽ thấy là một điều gì đây? E xong ấy sẽ bằng in trong cộng 1, đúng không? Đấy. Như e xong sẽ luôn luôn bằng in trong cộng 1 vì hai đầu cuối đều có e xong. Thế nên cái bài mà hôm trước các bạn làm về phần protein ấy, ta có 5 đoạn in trong, xong thầy nói là gì? Thì chúng ta sẽ có 6 đoạn in trong. À, sẽ nói 5 đoạn in trong thì ta nói là chúng ta có 6 đoạn e xong là bởi như vậy. Nhá. Đúng không? Đấy. Không, nhiều bạn là bảo thế sao lại e xong in trong lại hơn nhau một, không hiểu. Đấy thì hôm nay thầy giảng các bạn hiểu chưa? Cái đoạn gắn mũ nối đuôi là sao? Đấy là giai đoạn chế biến em ạ, chế biến mRNA sau khi tạo thành mRNA đấy. Nó sẽ chế biến một chút, nó sẽ gắn đầu, gắn mũ, đúng không? Để gì? Để tạo thành mRNA có hoạt tính. Nhá, tạo ra có hoạt tính. Giống như acetamin ấy. Acetamin để mà lắp được với thằng tRNA có phải cứ thế là lắp với nhau đâu. Thằng acetamin phải có giai đoạn gì? Có giai đoạn hoạt hóa acetamin, gắn thêm phosphor vào nữa, đúng không? Thế thì nó mới hoạt hóa. Từ
axit amin hoạt hóa được, sau đó mới lắp với thằng tRN thì mới tạo thành phức hợp axit amin tRN. Thế mRNA cũng vậy, nó phải có giai đoạn chế biến một chút để nó thực hiện chức năng sinh học của nó nhá. Ok, xong phần vùng mã hóa rồi được chưa? Thế tiếp đó là vùng gì? Vùng kết thúc. Được chưa? Thế thì khi thằng enzyme nó chạy đến đây, enzyme phiên mã ấy, nó chạy đến đây, nó tạo ra thằng mRNA rồi. Đúng không? Thế thì gen nó chỉ đến đây thôi thì nó sẽ gặp cái vùng gì? Gặp cái tín hiệu kết thúc quá trình phiên mã. Các bạn nhớ cái tín hiệu này nhá. Chứ không phải là bộ ba kết thúc. Bởi vì trên gen không có bộ ba kết thúc, trên gen chỉ có tín hiệu kết thúc phiên mã thôi. Trên mRNA thì mà có bộ ba kết thúc, quy định kết thúc quá trình dịch mã. Được chưa? Ok. Thế nhá. Thế thì đấy, đó là về cấu trúc của gen và chức năng của các vùng của gen. Bạn hiểu chưa nhỉ? Đây, đây có một cái hình về gì đây? Cấu trúc của gen ở sinh vật nhân thực đây này. Đấy, nó có E xong này, in trong này, E xong, in trong này, E xong này. Được chưa? Nhá. Đấy. Ok, sang đến phần phân loại gen. Đó, còn chức năng của gen thì là gì đấy các bạn? Chức năng của gen chính là chức năng của thằng ADN ấy. Bởi vì gen nó là ADN mà. Đúng không? Đấy. Gen thì nó gì? Nó biểu hiện tính trạng. Đúng không? Lưu trữ truyền đạt thông tin di truyền. Đúng không? Bảo quản thông tin di truyền nữa. Còn phân loại, ok. Chúng ta có hai loại gen nhá. Một là gen cấu trúc, hai là gen điều hòa. Ở trong kiến thức sinh học của chúng ta học hai loại gen này thôi nhá. Nhưng mà ngoài hai này chúng ta còn một số loại gen khác nữa. Nhưng mà ở trong kiến thức phổ thông thì ta không nhắc được, chúng ta không nhắc tới nữa nhá. Đó. Thì gen cấu trúc và gen điều hòa, nghe cái tên thôi chúng ta đã biết chức năng của nó rồi. Cấu trúc có nghĩa là nó gì? Nó tham gia vào cấu trúc. Cấu trúc cái gì? Cấu trúc lên để các thành phần hay là chức năng của tế bào. Bây giờ tạo nên các thành phần cấu trúc hoặc là chức năng của tế bào, nó tham gia cấu tạo nên cơ thể chúng ta. Đấy là gen cấu trúc. Còn gen điều hòa sao? Đấy, nghe cái từ điều hòa chúng ta biết nó chức năng của nó rồi. Nó là gì? Điều hòa nó kiểm soát. Kiểm soát ai? Kiểm soát cái thằng, kiểm soát cái thằng gen cấu trúc. Được chưa? Đấy. Gen điều hòa là gì? Là gen gì? Tạo ra sản phẩm kiểm soát hoạt động của gen khác. Ở thực chất ở đây là gì? Gen cấu trúc nhá. Kiểm soát bằng cách nào? Nó sẽ kiểm soát vào cái vùng điều hòa này. Được chưa? Bằng cái phân tử protein ức chế, nó sẽ kiểm soát vùng điều hòa này của gen này. Ok, thì cái phần này là chúng ta sẽ học kỹ hơn ở cái phần điều hòa hoạt động gen ngay sau bài này nhá. Đấy, các bạn cứ từ từ cứ học theo lộ trình của thầy nhá, rồi chúng ta sẽ học hết. Đấy, nhưng thầy cứ đi từng bước một để các bạn dẫn dắt, để đưa các bạn đi từ cái dưới lên cái trên, chứ không kiểu dạy lướt 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 rồi cho các bạn nhớ công thức rồi nhớ ngọn nhá. Ok, hai mã di truyền. Đấy, lại là một thằng gì nữa đây? Lại một thằng đối tượng sinh học. Đúng không? Nghiên cứu xem là khái niệm nó là gì, cấu trúc nó ra sao, chức năng nó là gì nhá. Đấy, thế thì thực ra cái phần này mã di truyền là gì? Thực chất mã di truyền nó là ba nu ở trên thằng ADN đứng cạnh nhau. Đấy, thấy chưa? Đấy, ba nu đứng cạnh nhau trên một phân tử ADN. Đấy còn là một mã di truyền đấy. Thế thì cấu trúc của nó thì giống thằng ADN, chức năng thì giống thằng ADN, vậy thôi, đúng không? Khái niệm chỉ có một khái niệm mà chúng ta chưa biết thôi. Thế giờ chúng ta sẽ đi vào khái niệm của mã di truyền nhá. Mã di truyền là khái niệm này này, trình tự sắp xếp nucleotide trong gen. Đấy, trong gen chính là trong gì? Trong ADN, đúng không? Quy định trình tự sắp xếp các acid amin trong protein thì đúng luôn. Đây là nói về vai trò khái niệm chức năng của gen đấy. Đấy, như vậy thì trình tự sắp xếp các nu thôi. Đấy nha. Đấy, đúng không? Không phải là kiến thức mới, không phải là kiến thức mới, nó vẫn là kiến thức cũ. Chỉ là gì? Học cái khái niệm mới, cái tên mới thôi nha. Thế thì trong ADN chỉ có 4 loại nu là A, T, G và X. Nhưng trong protein thì có khoảng 20 loại acid amin. Cái này thầy đã nói ở cái phần bài trước rồi đúng không?
Do đó mã di truyền phải là mã bộ 3. Ok, vì sao lại là mã bộ 3 mà không phải là mã bộ 1, bộ 2, bộ 4, bộ 6? Thì chúng ta có một cái chứng minh như sau nhá. Chứng minh như sau. Chúng ta có 4 u. Chứng minh này là có trong sách giáo khoa nhá. Đây chứng minh lại ở đây cho các bạn thôi. Chúng ta có 4 loại u. Thầy viết bút khác đi. Này viết nó hơi tắt. 4 loại đó là gì? A, T, G và X. Được chưa? Và chúng ta có 20 loại axit amin. Vì sao biết 20 loại thì các bạn thì các cụ nghiên cứu ra thôi chứ cái này là nghiên cứu được nhá. Thế thì 20 loại này đúng không? Nếu như là mã bộ 1 thì có nghĩa là gì? Chúng ta có 4 loại. 4 loại đó là gì? A, T, G và X. Đó là mã bộ 1 nhá. Thế vậy không đủ để quy định 20 loại axit amin. Được chưa? Nếu mã bộ 2 thì sao? Mã bộ 2 có nghĩa là gì? Ta có 2 vị trí. Đây là có 1 vị trí thôi, đúng không? 2 vị trí. Thế thì theo xác suất các bạn học, thế thì 2 vị trí này chúng ta có mấy cái chọn? Thằng này có mấy cái chọn? Có 4 cái chọn. A, T, G, X mà. Thằng này có mấy cái chọn? Cũng có 4 cái chọn. Như vậy tổng bằng 16 loại. Không đủ để quy định trình tự axit amin. 20 loại axit amin có 16 loại không đủ nhá. Mã bộ 3 thì sao? Nó vô lý đấy, kiểu vậy. Ta có 3 vị trí. Đúng không? Chỗ này có mấy cái chọn? 4 cái chọn. A, T, G, X. Chỗ này có mấy cái chọn? 4 cái chọn. Chỗ này có mấy cái chọn? 4 cái chọn. Như vậy tổng sẽ bao nhiêu? 4 x 4 x 4 bằng 64 loại mã di truyền. Ok. Thế thì nó đủ để quy định 20 loại axit amin không? Đủ. Đúng không? Ok, tạm được để tích V đây nữa nha. Được chưa? Bộ 4 thì sao? Sẽ có 4 mũ 4. Đúng không? Vì có 4 vị trí mà. Sẽ bằng 64 x 4 bằng 256 à? Đúng không các bạn? Đúng rồi, 256. Nó quá nhiều. Được chưa? Nó quá nhiều để quy định 20 loại axit amin. Như vậy chỉ có gì đây? Có mã bộ 3 là gì? Là thích hợp. Và thực tế cũng chứng minh. Thực tế người ta nghiên cứu ấy, các cụ nghiên cứu ra ấy, thì thực tế chứng minh mã bộ 3 chính là mã di truyền. Nhá, đấy người ta chứng minh được như vậy. Ok, thế bây giờ các bạn học với các bạn chúng ta nhớ cho thầy mã di truyền là mã bộ 3. Được chưa? Thế thì có bao nhiêu mã bộ 3 đúng không? Đấy. Có bao nhiêu mã bộ 3 đúng không? Có 64 mã bộ 3. Bởi vì gì? Mã bộ 3 là có 3 vị trí sắp xếp mà. Thì có 4 cái chọn nhân gì? 4 cái chọn nhân 4 cái chọn bằng 64 mã di truyền. Nhá. Được chưa? 64 mã di truyền. Đấy. Nhưng bên này thì nhỉ. Ok, sau này lát thầy sẽ giải thêm một phần sau. Rồi tiếp này, mã di truyền gồm 3 mã bộ 3, mã gốc trên ADN. Bộ 3 mã sao trên mRNA và bộ 3 đồ mã trên tRNA. Đấy, mã di truyền gồm nhé. Gồm các mã đấy, được chưa? Ví dụ, mã gốc trên ADN là TAX tương ứng với mã sao codon ấy là AUG và mã đồi mã anticodon ấy là UAX. Được chưa? Tương ứng axit amin được quy định là methionine. Ok. Đó nha. Ok, đã khái niệm. Hiểu chưa? Tiếp theo này, về đặc điểm. Mã di truyền nó có đặc điểm gì? Thứ nhất, mã di truyền là mã bộ 3. Ok, số 1. Đặc điểm thứ nhất, nó là mã bộ 3, có thế thôi. Đặc điểm thứ hai, mã di truyền có tính đặc hiệu. Đặc điểm thứ ba, mã di truyền có tính thoái hóa. Đặc điểm thứ tư,
Mã di truyền có tính phổ biến, đặc điểm thứ 5, mã di truyền có tính liên tục. Nó là 5 đặc điểm của thằng mã di truyền. Cái trên này thầy đã phân tích rồi nhá, thầy không phân tích lại nữa. Và các em lưu ý thầy cái này. 1. Bộ ba mở đầu trên mRNA ấy là AUG thì tương ứng với nó là TAX ở trên ADN, được chưa? Sẽ quy định acetamin methionine ở sinh vật nhân thực và phosmin methionine ở sinh vật nhân sơ, cái này đã nói ở phần bài protein rồi. Ok chưa? Tiếp theo này, bộ 3 3 bộ 3 UAA, UAG và UGA là ba mã kết thúc ở trên phân tử mRNA và nó sẽ không quy định acetamin. Như vậy vậy trong 64 bộ 3 thì chỉ có 61 bộ 3 quy định axit amin thôi. Được chưa? 64 thì có 61 nữa thôi quy định axit amin nhá. Được chưa? Ok. Thế thì phần này nó sẽ có một cái câu hỏi bài tập liên quan đến một chút, thầy nhắc luôn cho các bạn này. Các bạn làm luôn cho thầy điều này nhá. Các bạn viết thầy cái 3 bộ 3 của thằng kết thúc trên mRNA là UAA, UAG và UGA. Các em viết luôn cho thầy tương ứng trên ADN là gì luôn. Để làm gì các bạn? Để khi đi thi ấy, nó sẽ cho các bạn là một cái mạch chuỗi nucleotide nha. Thế việc các bạn là gì đây? Phải xác định được bộ 3 mở đầu và bộ 3 kết thúc. Để làm gì? Để các bạn tính được cái số acetamin mà cái gen này nó quy định tổng hợp được. Chứ nó không phải trong một mạch dài là các bạn tính hết các acetamin đâu. Các bạn phải xác định được bộ 3 mở đầu và bộ 3 kết thúc thì nó làm nhanh. Thế thì bây giờ các bạn viết luôn thầy cái bộ 3 kết thúc. Bộ 3 nó sẽ quy định cái bộ 3 kết thúc trên mRNA nha. Để chúng ta nhớ luôn. Được chưa? Nhớ luôn để chúng ta làm nó nhanh. Đây là 5 phẩy tới 3 phẩy. Thế tương ứng trên ADN sẽ là 3 phẩy tới 5 phẩy. UAA tương ứng sẽ là gì đây? ATT. Đúng không? UAG tương ứng sẽ là ATX. UGA tương ứng sẽ là AXT. Đấy, các bạn nhớ luôn thầy cái này. Cứ đi làm bài trên ADN mà thấy ATT nhá. Chỗ này gạch chéo luôn. Không quan tâm đằng sau nữa. Chỉ quan tâm từ chỗ ATT đẩy ngược về trước thôi. Ok chưa? Nha, đấy các bạn nhớ thầy. Và hoặc là ATX hoặc AXT luôn, được chưa? Đó. Đấy, liên kết lại kiến thức một chút nha. Ok, xong. Đặc điểm thứ nhất, mã di truyền là mã bổ ba. Thứ hai, mã di truyền có tính đặc hiệu. Đặc hiệu, nghe đến cái chữ đặc hiệu bạn thấy là nó nói đến cái phần gì? Phần đặc trưng, nó chỉ ở duy nhất. Được chưa? Nó là duy nhất, là số 1. Đúng như vậy. Có tính đặc hiệu, có nghĩa là một bộ 3 chỉ mã hóa một loại acetamin. Ok. Chúng ta có 61 bộ 3 mà chỉ có 20 loại acetamin thôi. Thì đương nhiên là gì, sẽ có nhiều bộ 3 quy định một acetamin. Nhưng một số acetamin chỉ do một loại, chỉ do một bộ 3 quy định. Ví dụ như là methionine hoặc là phosmin methionine chỉ do bộ 3 AUG quy định thôi. Hoặc chúng ta có một là loại acetamin nữa, đó là gì? UGG. Đúng không? UGG quy định là acetamin gì đây? Viết tắt là TRP ấy. Em có việc. Chào. Ok, chào bạn Gia Nhi nhá. Được chưa? Đấy, sẽ có những bộ 3 nó chỉ quy định một acetamin thôi, đặc hiệu mà. Nhá, nhưng cái này ít lắm. Ít lắm. 2 này, à 3 này. Mã di truyền có tính thoái hóa. À, thoái hóa, đúng không? Thoái hóa nghĩa là gì đây? Nó bị kiểu như là nói nào cho các bạn dễ hiểu nhỉ? Là nó nhiều cái nó không quy định được. Đúng không? Nó không còn giữ được cái bản chất của nó nữa. Không giữ được tính đặc hiệu nữa. Có nghĩa là nhiều bộ 3 sẽ cùng mã hóa trong một loại acetamin trừ. Đấy, trừ hai thằng AUG và UUG thì chứng tỏ hai thằng này chính là có tính đặc hiệu. Ok chưa? Nhá, nó sẽ quy định một acetamin thôi.
đúng không? Bởi vì ta có bộ ba nhiều hơn mà, thì đương nhiên nó sẽ nhiều bộ ba quy định cùng một axit amin rồi. Thứ tư này, magnesium có tính phổ biến. À, phổ biến là gì đây? Nghe đến từ phổ biến thì các bạn thấy nghĩ đến cái liên tưởng đến cái điều gì? Phổ biến thì liên tưởng đến là gì? Nó có tính rộng rãi, ai cũng có, đúng không? Phổ biến tới mọi người thì đương nhiên là gì? Ai cũng biết. Cái áo đồng phục trắng này, áo trắng này là đồng phục của học sinh, mang tính phổ biến, ai cũng là học sinh, ai là học sinh thì ai cũng phải mặc áo trắng, đấy là mặc định, đúng không? Đấy, nó tính phổ biến. Đấy, thế thì ở đây cũng thế, tất cả các loài sinh vật trên trái đất này đều dùng chung một bộ mã di truyền. Dùng chung một bộ mã di truyền có nghĩa là chúng ta đều được cấu tạo bởi các nu ATGX, chứ không phải là mã di truyền của chúng ta giống nhau. Bởi vì gen chúng ta được sắp xếp nu khác nhau, thế nên protein chúng ta khác nhau, nhưng chúng ta cũng đều được cấu tạo chung bởi gì? Bởi 64 mã di truyền này. Được chưa? Nha, chúng ta được cấu tạo bởi 64 mã di truyền, nhưng trình tự có thể khác nhau. Được chưa? Có thể của thầy là 1 2 3 4, của bạn, của các bạn là gì? 4 3 2 1, 1 2 3 4 2 3 1, đúng không? Đó, hình như anh nói cái gì đấy và hát gì đấy. Đấy, thì chúng ta khác nhau về trình tự thôi, còn chúng ta dùng chung mã di truyền. Tiếp theo, 5. Sao bạn lại xóa bình luận rồi đấy? Các bạn gì vừa bình luận rồi xóa mất rồi. Mã di truyền có tính liên tục, có nghĩa là gì? Mã di truyền sẽ được đọc từ một điểm xác định và theo từng bộ ba. Được chưa? Theo từng bộ ba và không gối lên nhau. Đây nói đến cái cách các bạn đọc mã di truyền thôi. Các bạn sẽ đọc từ trái sang phải, đọc theo chiều từ 3 phẩy tới 5 phẩy và đọc liên tục trên ADN nhá. Còn trên mRNA thì các bạn đọc từ 5 phẩy tới 3 phẩy và đọc liên tục một mạch. Ngoại lệ là những cái nào vậy thầy? Em đang nói cái gì nhỉ? Thầy không hiểu cái ngoại lệ của em định nhắc đến cái gì đây. Ngoại lệ gì hả em? Đây, trong file lý thuyết thầy có cái bảng mã di truyền. Cái này có trong sách giáo khoa các bạn nhá. Có trong sách giáo khoa. Được chưa? Các bạn xem nó sẽ khoa cũng được. Đây, rõ luôn. Cái này không cần nhớ đâu nhá. Đừng có cố nhớ. Ngày xưa thầy đi học có những bạn ngồi nhớ cái này. Nhớ này là gì? Đi thi người ta cho mà. Đi thi người ta cho mã di truyền rồi mà cần gì phải nhớ. Việc các bạn nhớ là nhớ được cái nguyên tắc bổ sung, mà nhớ thầy được cái bộ ba mở đầu, bộ ba kết thúc, hết thế thôi nhá. Đừng có nhớ cái này làm gì, có những bạn đi học thuộc cái này thầy buồn cười. Ok, đấy lý thuyết thì thế thôi. Hôm nay phần mã di truyền mà gen nó gì đây, nãy gọi ai gọi thầy vào thời điểm này ấy nhỉ? Thằng La mà gọi đi à, thầy bị đít mạng các bạn, sao tự nhiên lại có người gọi? Ồ, thầy bị lag à hay sao? Các bạn ơi, các bạn đang xem không nhỉ? Tính phổ biến á. Tính phổ biến là gì? Chúng ta dùng chung mã di truyền, khác nhau về trình tự mã di truyền thôi. Hiểu đề không nhỉ Tấn Tài nhỉ? À, Nhân Tài. Trình tự nu của chúng ta là khác nhau. Thí sinh không được phép mang bảng mã di truyền mà thi. Ừ đúng rồi, mang làm gì? Làm gì mang mà làm gì? Để tra à? Hả? Để tra mã di truyền à? Chưa bao giờ đề thi đại học yêu cầu em hỏi em AUG, AUA là quy định axit amin gì? Rồi AXU quy định axit amin gì em nhé? Chưa bao giờ đề bài hỏi các bạn. Thì các bạn không cần phải nhớ. Đề thi sẽ cho các bạn minh chứng là gì đây? Các bạn có những đề thi liên quan đến, hôm qua thầy vừa chữa đề thi, chữa một cái đề thi thử cho một anh K2 K3 nhá. Đề thi sẽ cho cái này quy định axit amin này, cái này quy định axit amin kia. Các bạn không cần phải nhớ, các bạn chỉ cần làm đúng theo quy tắc, nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bạn nhớ được thầy. Thứ nhất là nguyên tắc bổ sung, A lên kia với T, G lên kia với X, và hai là bộ ba mở đầu và bộ ba kết thúc, hết.
bạn nào đi nhớ này là dành thì nhớ, ok nhớ được thì cái bạn tốt, nhớ là nhớ chả nhớ để làm gì đúng không? Ok nhá, mới bị lan xong hả Thuyết? Ok đây tự nhiên có một người, tự nhiên thầy đang like, có ai gọi đây này, quy quy cái gì đang like gọi gì hay tưởng thầy, tưởng thầy tưởng bị lan, các bạn nên gọi, không phải à? Ok không phải thì đang like gọi. Ok nhá, đấy là lý thuyết được chưa? Bây giờ ta sang phần bài tập. Thì phần này thì các bạn thấy là gì đây? Bài tập nó có gì đâu? Nó chỉ hỏi nhá, nó chỉ hỏi về lý thuyết thôi. Và có một dạng bài tập đó là dạng các bạn tính cho thầy cái, nó sẽ yêu cầu các bạn tính tính số bộ ba hay là tính số ma di truyền ấy và tỷ lệ xuất hiện cái một bộ ba nào đó. Ví dụ đây, thầy lấy viết luôn công thức cho các bạn. Một này, tính số bộ ba thì sao? Thì đây là liên quan đến phần hoán vị tổ hợp xác suất, đúng không? Chúng ta có ma bộ ba là ma di truyền là ma bộ ba, như vậy sẽ có ba vị trí. Chúng ta có bốn loại nu, hay là nó cho ba loại nu, hay là cho hai loại nu, thì các bạn tính cái số bộ ba tạo ra bằng cách gì đây? Lấy cái số bộ ba, số nu ấy, số loại nu nó cho mũ 3 lên. Ví dụ nó cho hai nu là A và T, đúng không? Như vậy các bạn sẽ có bao nhiêu bộ 3? Các bạn sẽ có 2 nhân 2 nhân 2 bằng 2 mũ 3 bằng 8, chính là x mũ 3, được chưa? Tiếp theo nó hỏi tỷ lệ xuất hiện bộ 3 có nghĩa là gì? Nó sẽ cho các bạn hai loại nu tỷ lệ 1 5 chẳng hạn, được chưa? A là 1, T là 5. Thế thì nó hỏi tỷ lệ xuất hiện bộ 3 A T T bằng bao nhiêu, đúng không? Thế trong trong 8 cái bộ 3 đấy thì tỷ lệ để xuất hiện cái bộ 3 A T T sẽ là gì đây? Bạn lấy tỷ lệ của xuất hiện thằng A nhân với tỷ lệ xuất hiện thằng T T, như vậy sẽ bằng 1 phần 6 nhân với 5 phần 6 và nhân với 5 phần 6. Đấy chính là tỷ lệ xuất hiện bộ 3 A T T nhá. Đấy, nó đơn giản thôi, nó liên quan đến phần xác suất mà ở trong toán ấy các bạn học rồi đúng không? Ok, bây giờ là sang một số câu hỏi bài tập nhá. Câu 1 nào. 1 2 3 4 5. Các bạn bình luận đi. À, file đề đã có rồi đúng không? Đó, bình luận thôi nào. Tắt vào đi ngoài khô hết cả người. Các bạn ơi bình luận đi nào, bình luận đi nào, bình luận cho thầy cái 1 2 3 4 nào. Ok chào Hà Anh Tuấn nhá, chào em học sinh của thầy ơi, bình luận đi, bình luận đi. Hình như các bạn bị trùng lịch học hơi nhiều hay sao nhở? Giờ lên like thì thấy mấy các bạn ngày xưa học tích cực lắm, giờ các bạn trùng lịch hay sao? Các bạn học đi đâu, đi học hết rồi sao? Toàn xem lại, hình như các bạn toàn xem lại. Các bạn đã bình luận 1, 2, 3, 4 đi. Bình luận 1, 2, 3, 4 đi nào. Do laptop của thầy là yếu nhỉ, để load mấy cái trang ở trên 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 Facebook nó chậm, nó hay bị hỏng, hay là cái cốc cốc này lỗi nhỉ các bạn nhỉ? Giờ này thầy dùng cái cốc cốc này hay bị đơ, hay bị đít lắm. Ok các bạn chọn 1B à? Ok Hưng 1B này, Ngọc Hân 1B, Quyền 1B, ok em, Nhân Tài 1B. Rồi, là chúng ta chưa nha. Vừa chưa chúng ta ôn lại kiến thức luôn nhá. Học thầy là thầy không phải là đi khoanh đáp án đâu, không phải là khoanh được đáp án đã là hay đâu. Chúng ta đang học, ok chào Đoàn Dương, chúng ta đang học, chúng ta phải tận dụng những cái thời gian chúng ta học để chúng ta ôn lại toàn bộ kiến thức luôn, được chưa? Anh dịch đề xuống á, đề này mà phải dịch xuống á, đây rõ này mà, hay là chỉnh lại cam tí nhỉ.
Em lại không rõ. Ok nhá. Một nào, một trong những đặc điểm của mã di truyền. À, hỏi về đặc điểm, chúng ta có mấy đặc điểm đây các bạn? Nhiều bạn là 4 á, 4 là chưa chính xác đâu. Chúng ta có thì 5 đặc điểm. Đúng không? Thế thì xem là không có những đặc điểm nào. Cái nào không biết chọn toàn C. Lại học cái mẹo của cái ông thầy gì đấy à? Chọn toàn C. Chọn toàn C. Nhiều người chết vì chọn toàn C đấy. Bạn em bình luận lâu rồi mà ở thầy chuyện. À thế à, ok em nhá. Ok, mạng thầy hơi chậm à, các bạn thông cảm cho thầy tí nhá. Được chưa? Dịch đề xuống á. Ơ, đề thế này mà phải dịch xuống á. Để lên à? Thế nào? Ok, có 5 đặc điểm đúng không? Xem nào. Không có tính thoái hóa. Một trong những đặc điểm của mã di truyền là không có tính thoái hóa. B là mã bộ 3, không có tính phổ biến, không có tính đặc hiệu. Thế nào nhỉ? Một trong những đặc điểm của mã di truyền. Đúng rồi. Là mã bộ 3. Thế thì đâu ấy nhỉ? Không có tính, nó có tính thoái hóa chứ đúng không? Có tính thoái hóa, có tính phổ biến, có tính đặc hiệu và là mã bộ 3. Đúng không? Và là có tính gì đây? Tính liên tục nữa. Ở đây thiếu gì? Thiếu tính liên tục nữa đúng không? Đấy, đủ chọn bộ 5 anh em siêu nhân chưa? 5 anh em trong mã di truyền. Đấy, thiếu tính liên tục nữa nha. Câu 2. Hai các bạn chọn gì nào? 2D à? À, Quỳnh 2D này. Em trả lời để lấy quà. Ok em nhá. Anh Dương trả lời đúng có quà luôn. 2D à? Quỳnh 2D này. Bạn à, Đoàn Dương 2D này. Tại chê mất. À có bạn Hoài Cao 2B. Ok, như vậy có một bạn chọn B và một bạn chọn D rồi. Hú em toàn, em chọn toàn B ý ạ. À. Em chọn toàn B. Ok đấy. Có bạn chọn D, có bạn chọn B. Ok, thì ta cùng phân tích câu này nhá. Theo trình tự từ đầu 3 phẩy tới 5 phẩy của mạch mã gốc. À ok, mạch mã gốc. Nó cho như vậy rồi đúng không? Thì ta không phải xác định mạch mã gốc nữa. À Hoài Cao chọn lại B rồi em. À bạn đấy vẫn chọn D này. Ok, được rồi, thầy sẽ phân tích. Các bạn chọn D và chọn B. À, một gen cấu trúc gồm các vùng trình tự nucleotide. À nó hỏi về khái niệm của gen. Đúng không? Khái niệm của gen thôi. Thì gen nó có mấy vùng các bạn? Thứ nhất là gì? Vùng điều hòa để kiểm soát quá trình phiên mã. Thứ hai là vùng gì? Vùng mã hóa. Mã thông tin trình tự cái gì đây? Mã thông tin trình tự quy định thông tin để quy định cái trình tự nucleotide ở trong mRNA đúng không? Thầy còn chưa trả mũ cho em. Ồ, thầy cầm mũ của em đâu nhỉ? Ơ quên ơi, em cứ nhầm thầy với ai đấy. Thầy làm gì có mượn mũ của ai đâu. Thầy có mượn mũ của em bao giờ đấy? Mũ gì em? Ông bị lộn mã hóa đầu tiên giống tôi à? Nào, vùng điều hòa, vùng mã hóa và vùng kết thúc, đúng không? Đấy, đơn giản với tôi mà. Ok, đáp án D. Các bạn phải theo chức năng của nó mà sắp xếp vị trí nhá, được chưa? Cái này dựa theo chức năng. Dựa vào chức năng. Được chưa? Dựa vào chức năng để gì? Sắp xếp vị trí là đứng đâu? Thằng điều hòa, thằng kiểm soát phải đứng đầu tiên chứ, đúng không? Còn thằng quy định nó nằm ở giữa và thằng kết thúc quá trình phiên mã nó phải đứng ở cuối. Thế nếu mà thằng điều hòa nó nằm ở giữa thì nó phiên mã xong rồi thì cần gì điều hòa nữa, đúng không? Điều hòa làm gì nữa? Đấy, hàng xóm lại hát rồi. Đấy, đến giờ ngủ lại hát. Khổ lắm. 10 giờ đêm mới đầu hát. Ok. Có hai là D các bạn nhá. Bạn nào B thì à trả chữ à. Ok. Ok, lát thầy viết chữ cho bạn Quyền nhá. Có hình như thầy Quyền thì viết ra rồi mà. À Song Lam đúng không? Chữ Song Lam thì chưa viết. Ok, lát thầy viết cho nhá. Ok, anh Dương ghê chứ.
chữ. Ok, Song Lam. Ok, lát thầy viết cho Song Lam nhá. Ba ông đào một khúc 5 phân. Ba ông đào một khúc 5 phân. Thế thế nào thầy không hiểu. Các bạn giờ toàn dùng cái thuật ngữ chuyên ngành của tuổi teen, thầy nhiều khi thầy chả hiểu được. Ok, có ba nào. Trong các loại nucleotide tham gia cấu tạo nên ADN không có cái gì? Không có U. Câu này học ở phần ADN rồi đúng không? Trong ADN thì nó có gì đây? Nó có A, T, G và X. Trong ARN thì nó có gì? A, U, G và X. Được chưa? Thế nhưng mà trong quá trình nhân đôi ADN nó có cả A, U, G, X nha. Bởi vì nó có đoạn mồi ấy. Đấy, chú ý một chút chỗ đấy. Ok, câu 4 nào. Câu 4, câu 5, câu 6 nào. 3B à, ok. Nhanh trí qua giật loa hàng xóm đi phất. Không em ơi, cái trò đấy nó xưa rồi. Trò mà kiểu chơi xấu hàng xóm xưa rồi. Thầy ấy, là thầy có tiền là thầy mua cái loa to hơn. Và đến khoảng 11 giờ đêm thầy bật hết công suất luôn. Cho hết khỏi ngủ luôn. Là thích nghe nhạc đúng không? Thầy cho nghe nhạc cả đêm luôn. Nhá. Mẹo nhớ nhanh câu 2 ý ạ. Mẹo nhớ nhanh câu 2 á. À. Một ông gì ấy? Cái gì? Ba khúc 5 phân à? Ba ông đào một khúc 5 phân. Có cái đấy đâu mà phải mẹo lắm gì? Gen có ba vùng gì. Sau này các bạn học về cái phần gì nhỉ? Điều hòa hoạt động gen đúng rồi, sau ngay xong phần này. Thì các bạn sẽ được hiểu rõ hơn về ba cái phần này, ba cái khúc này nhé. Nó không có gì khó đâu, không vì mẹo có lại cần gì phải mẹo nhớ làm gì. Thầy ơi, em cũng chưa được viết chữ. Ok em nhá, lát thầy viết tặng các bạn. Ok, 4 nào. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về gen cấu trúc? À, nói về gen cấu trúc. Đúng không? Học về khái niệm chức năng của gen thôi, phân loại ấy, cái phần vùng phân loại của gen này. Đấy, cũng nói đến phần chức năng luôn đúng không? Chức năng của gen đấy. Gì? Gen không phân mảnh. À. Không phân mảnh, có nghĩa là gen liên tục. Liên tục thì nó nằm ở đâu? Nằm ở thằng sim và thằng sơ. Là các gen có vùng mã hóa liên tục. Đúng luôn. Không chứa các đoạn không mã hóa acetamin in trong, đúng luôn. Nó mã hóa liên tục rồi, làm sao mà chứa các đoạn không mã hóa được, đúng không? Vùng điều hòa nằm ở đâu? Nằm phải. Vùng điều hòa nằm ở đâu? Nằm phải. Vùng điều hòa nằm ở đâu? Nằm ở đâu nào? Nằm ở đâu bác phải. Sai rồi. B luôn. Không phải suy nghĩ. Đúng không? Nằm ở đâu bác phải? Của mạch ma gốc của gen đấy, nó phải có chữ mạch ma gốc nha. Chứ nếu nó ba phải ấy, thì chưa biết là ba phải đầu nào đâu. Hai mạch đều có gì? Hai mạch của ADN đều có đầu ba phải. Thế ta phải nói rõ là đầu ba phải của mạch gốc. Chứ nếu không nói ba phải là thành ba phải của thằng mạch bổ sung nữa, thành vùng kết thúc rồi. Được chưa? Chú ý một chút chỗ này. Ok, mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình ma đúng luôn. Nó chỉ sai ở chỗ này thôi. Sai ở chỗ vị trí đầu thôi, còn lại cái phần này đúng nha. Phần lớn các gen ở sinh vật nhân thực có vùng mã hóa không liên tục là gen phân mảnh ấy. Xem kết các đoạn mã hóa là các đoạn không mã hóa, ok. Mỗi gen mã hóa protein điển hình gồm 3 vùng điều hòa mã hóa kết thúc, đúng rồi. Cái này nói đến phần khái niệm của gen đấy nhá. Ok, có 4 là B, đúng rồi. 6D luôn này. Ok nhân tài nhá, 6D luôn. Hết pin rồi, ôi ôi, cảm giác vậy em. Đang hay mà lại đứt dây đàn, đang hay mà hết pin. Cắm sạc vào, trực chiến luôn chứ. Có năm nào, mấy câu lý thuyết đơn giản đúng không em? Gen là một đoạn của phân tử ADN. Đúng rồi. Mang thông tin mã hóa cho cái gì? À, mang thông tin mã hóa cho cái gì? Cho sản phẩm của gen. Sản phẩm của gen là cái gì? Gen tạo ra cái gì? Hả? Gen tạo ra cái gì? Gen thì thực hiện quá trình gì? Gen này thực hiện quá trình phiên mã để tạo ra mRNA, và mRNA sẽ quy định cái thông tin trên gì? Protein. Đúng không? Thế thì gì? Nó sẽ quy định mang thông tin mã hóa cho gì? Cho ARN. ARN nhá, chứ không phải mRNA đâu. ARN nói chung. Được chưa? Và một chuỗi polypeptide. Chuỗi polypeptide chính là chuỗi protein. Được chưa?
Đấy. Tạo ra thằng ARN, sau đó ARN sẽ chế biến để tạo ra, một là tạo ra thằng mRNA, hai là tạo thằng tRNA, ba là tạo thằng rRNA. Tùy vào chức năng, tùy vào nhu cầu của tế bào nó sẽ tạo ra các rRNA khác nhau. À xin lỗi, tạo ra các ARN khác nhau. Được chưa? Nhá. Chứ không phải là nó phiên mát tạo ra mRNA đâu. Nhá, nó sẽ tạo tùy vào chức năng, tùy vào nhu cầu của tế bào nó sẽ biến đổi để tạo ra thằng ARN khác nhau nhá. Ok đúng rồi em ơi. Daily thầy đọc đúng tên đúng không? Daily nhưng mà đúng là Daily Trần. Đúng rồi, cắm sạc và nghe tiếp. Chiến đấu luôn đúng không? Câu 6 nào. Câu 6 các bạn chọn gì đây? Hôm nay xong rồi. Ok em, 6D. Các bạn thuyết chọn D này, quyền chọn D này, ngoài cao chọn D này. Ok em nhá. Bạn Đoàn Dương chọn D. Ok. Nhân tài chọn gì em? Không thấy những bình luận nhỉ? Bình luận đâu rồi? Hay là bình luận trên rồi thì trôi mất rồi, không đọc được. Hôm nay em làm bài tập rồi. Ok, tuyên dương bạn Quyền nhá. Ok, bạn Minh Huyền 6D. Ok em. Bài A, ok. Các bạn in file để thầy gửi trước rồi, các bạn in ra bạn làm trước nhá. Rồi xem thầy chưa, rồi chúng ta sẽ, nếu như bạn nào sai thì bạn sẽ biết là mình sai ở đâu. Còn nếu như các bạn mà không làm trước thì các bạn sẽ cứ kiểu học theo thầy, học chạy theo thầy, chạy sau thầy thì làm sao mà giỏi được. Các bạn phải học trước thầy một chút chứ, đúng không? Đã đọc trước kiến thức mà thầy giảng thì chính là các bạn nghe lại lần thứ hai. Làm bài tập, vừa làm vừa giảng lại kiến thức, các bạn nghe lại lần thứ ba. Và lần thứ tư là các bạn tự học. Thế thì các bạn nhuần nhuyễn quá rồi gì nữa. Bài 6 này, trong gen cấu trúc. Trong gen cấu trúc thì thông tin quyết định cấu trúc của phân tử protein mà nó quyết định nằm ở vùng nào? À, ok. Ý là nó hỏi cái vùng nào nó quy định thông tin để thông tin quy định trình tự axit amin ấy, chính là vùng gì? Vùng nào? Vùng mã hóa, hỏi về chức năng. Đúng không? Đây là chính là về chức năng. Chức năng của các vùng, được chưa? Chúng ta có 3 vùng đúng không? Vùng điều hòa, vùng mã hóa và vùng kết thúc. Cái chỗ khởi, vùng khởi động này sai này. Nó ở trong cái vùng điều hòa nó có cái trình tự khởi động thì thầy sẽ nói rõ ở cái vùng, ở cái bài điều hòa hoạt động gen nhá. Được chưa? Thì không có vùng khởi động đâu, chỉ có trình tự khởi động thôi. À mà nó vùng khởi động là nó nhầm đấy. 6D á? Đấy, đương nhiên 6D rồi. Tân nhân tài là 6D á. Không phải 6D thì là gì vậy em? Ok nhá. Bài nào? Bài A các bạn. Bạn nhân tài bài A này. Bạn Quyền bài A này. Quyền bài A này, ok. Đoàn Dương bài A, ok em nhá. Hoài Cao bài A. Thúy Phạm 5B. Ôi giờ mới trả lời câu 5 mà em. Nên các bạn trả lời nhanh như nào. Và đến câu 7 rồi. Số bộ 3 mã hóa axit amin là. Nhớ nhá. Mã hóa axit amin. Được chưa? Có nghĩa là nó phải gì? Quy định thằng axit amin. Chúng ta có 64 mã bộ 3 mã di truyền. Chúng ta có 64 mã di truyền, đúng không? Nhưng chỉ có 61 quy định axit amin. Còn 3 nó gì? Kết thúc quá trình phiên quá trình dịch mã, được chưa? Như vậy cái bộ 3 tham gia mã hóa thì nó chỉ có gì đây? Chỉ có 61 thôi. Được chưa? Nhá. Được chưa? Ok nhá. Mà nhắc luôn các bạn này này, để tránh các bạn nhầm này. Trên ADN thì không có mã di truyền kết thúc. Có nghĩa là không có bộ 3 kết thúc. Chỉ trên mRNA mới có bộ 3 kết thúc quá trình dịch mã. Còn ADN thì nó chỉ có tín hiệu kết thúc quá trình phiên mã thôi. Nhá. Còn mấy cái bộ 3 trên ADN không phải bộ 3 kết thúc đâu. ATT ấy, và ATX, AXT ấy, không phải qua kết thúc đâu nhá. Nhắc cho các bạn này, các bạn thì tránh nhầm. Câu 8 nào. Các bộ 3 không mã hóa axit amin. Ok, chính là các bộ 3 gì đây? Bộ 3 kết thúc đấy. Này thì quen quá rồi. Ở phần quá trình dịch mã thì đã nói rồi đúng không? Thằng nào? Nó chỉ có U, A và G thôi. Và nó chỉ có một U thôi.
cái nào có hai u gạch bỏ thì cái nào x gạch luôn, đúng không? Ok, như vậy ta có còn c và d là cái này 2g này, 2a gạch bỏ. Đấy, xin lỗi các bạn, 2g gạch bỏ, 2a là không gạch đâu nhá. UA, UAG và UGA, đây là UAG, AUG, đấy, cái AUG này, đây là quy định cái gì? Acid amin mở đầu, đúng không? Một là gì? Met, hai là Phosmet, đúng không? Như vậy, các bạn C, 8 là C các bạn nhé. Các bạn 8 gì? Ok, 8C đúng rồi, hướng dương 8C này, quyền 8C này, thủy 8C này, ok. Nãy giờ có một câu C thôi ạ, à. Tận 5 câu chọn B đấy ạ. À. Ừ, xem ạ. À, xem nào, 1, B này, D này, B này, B này, B này, A này, C, D. À, như vậy là gì đây? Chỉ có một câu C thôi. Thế nên bây giờ thì học sinh nhá, đi làm sinh. Được chưa? Hôm trước cái thầy đấy là hướng dẫn môn gì thì các bạn nhỉ? Đối với sinh nhá, không biết hãy chọn B, được chưa? Vì B khá là nhiều, được chưa? B hoặc D các bạn nhá. Đấy, ở đây là gì đây? Có B, D xuất hiện nhiều nhất đúng không? Bạn nhân tài phát hiện một cái rất là hay này. Đấy, không biết hãy chọn B nhá. Đấy, không biết hãy chọn B, chọn toàn B, được chưa? Auto B đi, không biết cái auto B nhá. Có đến tận câu thứ 8 mới có một câu C đúng không? Đấy, các bạn cứ auto B cho thầy. 9 à? Minh Huyền 9 gì em? 9B đi. Không, 9 mà không có gì thì cứ 9B thầy. Nhá. Đặt 5 câu B đúng rồi. 9A, bạn nhân tài chọn 9A này. Bạn Quỳnh 9A. À, chọn... à đây, hai anh Tuấn 9B đây. Ok. Đấy các bạn chọn A nhưng mà có một bạn chọn 9B. Ok. Xem A hay B nhá. Không biết cứ chọn B đi. Còn làm hóa không biết chọn toàn C. À đúng rồi, hóa không biết chọn toàn C nhưng mà sinh không biết chọn toàn B thầy đi. Thầy dạy hay quá. Lại nghe thầy gạch. Lát thầy sẽ post cái bài là chọn toàn B nhá. Yeah. Đúng rồi, nhanh trí áp dụng. Đi thi là thì không biết cứ chọn B thầy nhá. Nào, đặc điểm của mã di truyền có ý nghĩa bảo hiểm thông tin di truyền là đặc điểm đấy, hỏi đặc điểm của mã di truyền mang tính bảo hiểm có nghĩa là gì? Bảo hiểm có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là gì? Giữ cho chúng ta được an toàn, bảo hiểm mà, hay là giữ nguyên vẹn, bảo vệ chúng ta, giữ nguyên vẹn. Thế ở đây cái bảo hiểm này là bảo hiểm cái gì? Chính là bảo hiểm cái mã di truyền, giữ nguyên vẹn cái mã di truyền, được chưa? Thế thì cái đặc điểm nào của mã di truyền trong năm đặc điểm đấy, đặc điểm nào giữ bảo vệ mã di truyền các bạn nhỉ? Chính là gì đây? Mã di truyền có tính đặc hiệu, đúng không? Nó sẽ bảo vệ giữ cái gì đây? Cái thông tin gì cái đó là cái trình tự acid amin ấy, nó không bị thay đổi, đúng không? Cái bộ ba mà, vì bộ ba nó có tính đặc hiệu ấy thì mỗi bộ ba thì nó gì đây? Thì nó quy định một acid amin, đúng không? Thế nên mà bảo hiểm thông tin di truyền có ý nghĩa bảo hiểm thông tin di truyền là, à từ các bạn, từ con này từ bình tĩnh đã. Thế là mình hiểu nhầm cái từ bảo hiểm này phải. A. À, không phải A đâu các bạn ơi. 9B. 9B. Không biết chọn toàn B nhá. Không biết chọn B đi. Bạn nào đang mà A là nhầm, không biết chọn B nhá, 9B, được chưa? Vì sao? Đây nhá. Thầy giải thích cho các bạn này. Bạn nào đang tính đặc hiệu là nhầm đấy. Chúng ta đang bị nhầm. Tí bị lừa đây này, chúng ta bị nhầm, nó bị nhầm cái chỗ này. Thông tin di truyền là bây giờ chúng ta phải hiểu cái thông tin di truyền là cái gì. Thông tin di truyền là cái trình tự nu quy định cái acid amin ở trong protein, đúng không? Thế thì có ý nghĩa bảo hiểm có nghĩa là gì? Khi gen phiên mã dịch mã ra thì cái protein này nó không bị thay đổi về trình tự acid amin. Bạn hiểu vấn đề không?
nghĩa là trình tự Asymin sẽ không bị thay đổi. Thế thì cái nào là sẽ làm cho trình tự Asymin sẽ không thay đổi? Đó không phải là tính đặc hiệu đâu. Đặc hiệu đó là gì? Một mã bộ ba quy định một Asymin. Còn mã thoái hóa nhiều bộ ba cùng quy định một Asymin. Hiểu chưa? Thế thì sao? Thế thì sao? Thế thì khi gen bình thường thì không sao nhá, nhưng khi gen bị đột biến, đúng không? Bị đột biến gen, nu bị thay đổi, có thể do thay thế nu hoặc là gì, thêm cặp nu hoặc là mất cặp nu, thế thì trình tự nu sẽ bị thay đổi, đúng không? Thế thì nếu như gen mà cứ đặc hiệu, thế thì trình tự acetamin sẽ bị thay đổi, bởi vì khi nu thay đổi thì trình tự acetamin sẽ bị thay đổi. Nếu như gen nó chỉ cái acetamin nào cũng là đặc hiệu, mã di truyền nào cũng là mã đặc hiệu, thế thì chắc chắn là acetamin sẽ bị thay đổi, và khi đó thì chức năng của protein sẽ bị thay đổi. Còn nếu như gì, nhiều bộ ba cùng quy định acetamin, thì khi nó đột biến gen thay thế, đúng không, thay A thành G chẳng hạn, nhưng cái bộ ba đấy cũng quy định cái acetamin đấy, thế thì gì, trình tự acetamin sẽ không bị thay đổi nữa. Nu thay đổi nhưng cái bộ ba đấy nó cũng quy định acetamin của thằng trước đó, thế thì gì, protein không bị thay đổi về thành phần acetamin, đúng không? Thế thì cái chức năng vẫn được giữ nguyên. À đấy, thế thì cái thông tin di truyền này nó sẽ được giữ nguyên. Ví dụ da bạn là da vàng, đúng không? Nhưng khi đột biến gen thì gì? Nhưng cái bộ ba khi đột biến ấy nó vẫn quy định cái protein để nó cấu tạo nên cái da vàng, thì rõ ràng thì cái thông tin di truyền chính là cái tính trạng của bạn ấy, cái tính trạng của bạn nó không bị thay đổi. Đấy chính là gì? Cái bảo hiểm đấy. Ok, tính thái hóa nhá. Bây giờ đi thi, đi chưa? Đi thi chọn toàn V. Ok, 9V nhá anh Tuấn. Nhấn mạnh mà A vẫn chọn A. Thế nào nhỉ? Chả hiểu, anh Dương nhắn tin chả có dấu gì, má gì cả, chả đọc, toàn bị dịch. Gen không phải gen thầy ơi. Ơ thầy nói gen mà. Sao lại thầy có nói gen đâu. Nó gen mà. Nhá. Tính thái hóa các bạn nha, tính thái hóa. Đấy chưa, không phải tính đặc hiệu đâu, tính thái hóa đấy. Thì làm sao để gì? Mã di truyền không bị thay đổi mà, thế thì chỉ có tính đặc hiệu thôi, thì nó sẽ giảm thiểu được cái sự thay đổi của gen, của protein nhá. Đấy, đi thi sinh được chưa? Chọn toàn B nhá, chọn B. Không làm được cứ chọn B, được chưa? Không làm được chọn B nhá, được chưa? Không làm được thì cứ chọn B nhá. Đấy, không làm được chọn B, được chưa nhá? 10 B à? 10 B đúng không? Câu 10 nào, phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm của mã di truyền? A, mã di truyền có tính phổ biến. B, mã di truyền có tính đặc trưng cho từng loài sinh vật, có tính đặc trưng cho từng loài sinh vật. C, mã di truyền mang tính thái hóa. D, mã di truyền mang ba. Rõ ràng là gì? Mã di truyền không có tính đặc trưng cho loài sinh vật nào cả. Chúng ta dùng chung một bộ mã di truyền chứ không mã di truyền đặc trưng cho loài nào cả. Được chưa? Nhá. Đấy, chúng ta trình tự nu, chúng ta gen thì đặc trưng cho từng loài vì trình tự sắp xếp khác nhau, nhưng mã di truyền thì dùng chung. Được chưa? Chúng ta có 20 loại axit amin thôi. Tất cả các loài sinh vật trên trái đất này đều có khoảng 20 loại axit amin. Ok, cuối cùng là gì đây? Anh Dương nhắn tin thì chả hiểu. Cuối cùng là gì nhá? Đi thi sinh nhá. Đi thi môn sinh. Không biết làm, không làm được. Hãy mạnh dạn chọn B các bạn nha. Đấy, đi thi môn sinh không được, hãy mạnh dạn chọn B các bạn, thấy chưa nhá. Hôm nay chúng ta có 10 câu thì đến mấy câu B đây? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 đúng nhỉ? 5 6 câu B.
đúng không? 6 câu B. Đấy, chúng ta có 10 câu rồi, 6 câu B, một nửa là B rồi đấy. Đi thi mà không làm được cứ chọn B nhá. Được chưa? Đấy, ok. Đấy phần gen mã di truyền nhá. Hôm nay chúng ta kiến thức nó chỉ có vậy thôi. Hôm nay nó cũng là một cái bài kiến thức nó ngắn thôi. Nhá, thế bây giờ đến phần hỏi đáp. Các bạn có thắc mắc gì không? Có muốn thầy giải đáp cái vấn đề gì không? Có câu hỏi nào đặt cho thầy không thì các bạn đặt câu hỏi đi. Thầy sẽ trả lời các bạn nhá. Sau đó thì sau phần này thầy sẽ viết chữ tặng các bạn. Những bạn nào mà chưa được tặng chữ thì thầy viết tặng cho các bạn nhá. Đi thi đừng bỏ não ở nhà. Ok. Nào, các bạn ơi, các bạn ơi. Có câu hỏi gì không? Về bài này không? Hay những cái bài trước không? Hôm sau thầy làm hẳn video khoanh bừa chống liệt môn sinh này ạ. Ok. Ok, hôm nào thầy sẽ làm một cái video nhá. Chọn toàn B đúng không? Đi thi sinh là chọn toàn B nhá. Câu nào đọc thuận miệng thì chọn. Không em ạ. Đi thi chọn B thầy. Câu nào biết làm thì làm cho đúng, câu nào không biết chắc chắn xem như không biết. Không biết ta chọn toàn B. Ok em nhá, nhân tài nói như thầy đúng không? Nói như thầy. Thầy phê em. Học nó vui chứ, học này như câu nó học phải vui chứ. Chữ Thu Phương thầy tặng cho em đi. Ok em nhá. Thu Phương này, Song Lam này, Thu Phương này. Và chữ gì nhỉ? Có bạn Quyền là yêu cầu viết chữ Song Lam này, có bạn Daily Trần là Thu Phương này. Em nhấn mạnh cho anh. Em nhắn tin trả dấu đấy, anh trả đâu được, anh chọn. Anh em nhấn mạnh khi anh chọn A. Em nhấn mạnh để anh chả hiểu. Anh Dương ơi. Chả hiểu gì cả. Thầy tặng em chữ thầy ơi. Ok Hà Tuấn Anh ơi, em muốn viết chữ gì nào? Anh A chọc. Anh A chọc A em cười đó. Ui. Thôi thầy từ chối hiểu. Anh Dương nhá, thầy từ chối hiểu, không hiểu được. Nhắn tin thế không thể hiểu nổi. Thầy cho em xưng Nguyễn Minh Huyền. Ok em nhá. Ok, nhưng mà là hôm nay có một vài bạn đặt chữ đúng không? Về viết là lượt cho từng bạn một nhá. Song Lam này. Gì nhỉ? Song Lam này gì nhỉ? Chọn sao đừng chọn 1 đến 10 toàn mê rồi. Một vừa nãy là gì đây? Bạn là gì nhỉ? Gì nhỉ? Ô các bạn ơi, các bạn xóa mất bình luận rồi à? Sao thấy có bạn Thu Phương này, có bạn Minh Huyền này, và bạn Song Lam. Ok, mấy chữ thầy viết tặng các bạn nhá. Đây ngày xưa thầy viết này. Đấy, đến có thời gian ngồi viết, có thời gian lâu lâu được ngồi viết thì nó đây, các nhìn không? Đấy, gửi tặng mẹ. Đấy, hạnh phúc nhất là khi không phải là khi bạn có một cuộc sống giàu có, không phải là khi địa vị xã hội của bạn bạn cao, không phải là khi bạn có nhiều hoàn hảo, mà hạnh phúc là khi bạn có mẹ. Đấy nhá. Đấy. Được không? Nhìn được. Đấy, có thời gian ngồi viết lâu thì nắn nót từng chữ một thì thế này. Còn không có thời gian thì lại viết nhanh một chút, đạo ẩu thì lại hơi xấu một chút. Đấy, hôm trước cũng thầy tặng bạn Tâm với bạn Đinh Hiền này đúng không? Ok, hôm nay sẽ tặng bạn khác các bạn nha. Bạn gì nhỉ? Song Lam đúng không? Ok, Song Lam. Anh chọn A để anh sửa đó. Anh chọn A, anh... Thầy hát đi à? Thầy tặng em chữ thuyết luôn à? Ok, thuyết nha. Thầy hát á, thầy... Để hôm nào đi. Hôm nào có ngày gì nó đặc biệt thì thầy đi hát cho các bạn nghe một bài nhá. Hôm nào đặc biệt thì hôm nay giọng thầy nó hơi khàn khàn. Trương Ngọc Hân à, ok.
Thầy ơi tặng em chữ đi thầy, thầy phải trả chữ cho em đi. Nay cô 9 các bạn chọn A, em mong em chọn B đúng. Ok em nhá. Hà anh Tuấn ơi em định viết chữ gì? Hà anh Tuấn này, hay là viết chữ gì thì em bình luận cái chữ em định viết vào đây. Muốn muốn thầy viết vào đây. Thầy viết cho các bạn. Là thầy viết cho các bạn Song Lam chữ nhá. Mà Song Lam này thầy hứa từ lâu rồi mà nay mới viết được cái này. Thầy bật quá. Chữ xong thầy chụp. Ok nhá. Lát xong thì thầy sẽ chụp ảnh thầy post cùng cái bài bài hôm nay nhá. Là thầy viết chữ Song Lam trước nhá. Đấy, xong này. Lam đúng không? Thế chữ L viết cũng viết hơi khó đấy. Chữ L là chữ L là viết nó gần giống với cái chữ S này. Xong làm ok xong làm nhá, bút lại ra nhiều mực nhá. Ok xong làm, lát thầy viết ra thầy chụp ảnh gửi em nhá. Ok xong làm rồi này, tiếp theo bạn gì bình luận trên đấy nhỉ, chữ hào màu hàm màu mạnh à. Ok em nhá. Không em dỗi thầy câu chỉ lúc đó. Từ từ em ơi, nhiều bạn muốn viết lắm, từ từ để thầy viết lần lượt nhá. Cái gì nhỉ? Tạo chữ Hoài Hà, ok nhá. Ok, nhiều bạn muốn viết chữ quá. Thầy ơi, em tham lam xin thêm chữ Y được không ạ? Ok em nhá. Thêm chữ Y á, thế thế nào? Thêm chữ, muốn viết chữ nữa đúng không? Bình luận vào đây. Bình luận, ok, tiếp theo là bạn Thu Phương nhá. Ok, Thu Phương. Thu Phương này, Song Lam này, Thu Phương này. Thế từ thầy để ngồi cái tư thế nó đúng đã, viết nó mới đẹp được. Thu này, rồi Phương đúng không? Đấy. Ok, Thu Phương. Ok chưa? Được cái nhà. Tiếp theo này, bạn nào nhỉ? Nguyễn Minh Huyền à? Sao này? Trời ơi, đang like gọi sao được. Nguyễn Minh Huyền. Phương Thảo. Nguyễn Minh Huyền, Phương Thảo. Cảm ơn nhiều chữ quá, từ từ thầy viết nhá. Thêm trái tim nữa thầy. Ok. Ok, lát thầy thêm trái tim cho em nhá. Mà Y Đức cho nó đỡ chọc ạ. À. Thế nào nhỉ?
Xong Lam thêm Y Phương à, thêm cái gì, thêm trái tim hay sao nhỉ? Các bạn từ từ nhá, thầy nhiều bình luận quá thầy không nhớ được hết đâu. Từ từ thầy lướt lại, thầy đọc lại bình luận của các bạn trên này. Thu Phương à, thêm trái tim à, thêm trái tim ở chỗ nào nhỉ? À, thêm một trái tim ở chỗ chữ sau chữ đuôi Phương nhá. Rồi thêm một trái tim ở đây. Ok, đẹp chưa? Đấy, trái tim đấy. Được, được không? Ok, Thu Phương rồi. Nguyễn Minh Huyền à? Ok, Nguyễn Minh Huyền trước nhá. Các bạn từ từ nhá, thầy từng mạng một. Nguyễn Minh Huyền. Rồi viết chữ Minh Huyền thôi nhá. Chữ Nguyễn Minh Huyền hơi dài, thầy viết chữ Minh Huyền cho các bạn nhá. Minh Huyền thôi. Đấy, Minh này, Huyền đúng không? Ok. Ok Minh Huyền nhá. Được chưa Minh Huyền ơi, xong chưa em nhỉ? À ok em nhá. À, Minh Huyền thầy viết cho Minh Huyền thôi nhá. Ok chữ thuyết à? Ok. Phương Thảo này, các bạn từ từ nhá, nhiều bạn quá. Đây là mục mong đợi nhất của năm à. Đẹp quá. Ok em. Học viện Quân y Hà Nội. Viết dài thế. À, anh hỏi Hoàng Nguyên vòng 1 à? Thầy tưởng là viết Học viện Quân y 1 thế thì Trương Quỳnh. Thầy ơi ok em nhá, Trương Quỳnh này. Ok từ từ thầy viết từng bạn một đã. Trương Ngọc Hân này, không biết bạn Ngọc Hân còn xem không nhỉ? Ô chữ thuyết. Rồi, thầy viết chữ thuyết nhá. Tặng tốt bạn chữ thuyết. À tặng tốt bạn thuyết đây. Ok, thuyết nha. Đây đây đây, các bạn đây viết dưới này mà không chắc không nhìn thấy. Rồi. Các bạn ơi, có cái hôm nay thì là đây thôi. Những bạn nào mà chưa được viết chữ ấy thì lát thầy viết nhá. Ok, Hà Anh Tuấn này, viết thầy coi em này hàm màu mạnh. Ok. Các bạn ơi, các bạn nào chưa được viết chữ ấy thì lát thầy sẽ viết, thầy sẽ gửi các bạn nhá. Hiện tại thì chúng ta lan đây thôi. Được chưa? Thầy gửi xong gửi chụp ảnh cho các bạn. Và nào mà muốn thầy viết thêm chữ gì, muốn thầy tặng chữ gì cho người yêu. Đấy chưa? Đấy, muốn tặng thầy viết tặng cho người yêu ấy thì inbox cho thầy nhá. Inbox riêng cho thầy và thầy ơi viết cho em chữ này. Thầy viết thầy gửi tặng chụp cho bạn luôn. Nhá.
Đấy, viết yêu cầu các bạn luôn nhá, hãy gửi tặng các bạn một số chữ để các bạn làm kỷ niệm hoặc là tán crush đấy. Có người yêu không đấy, tặng thầy viết cho chữ tặng người yêu thì tuyệt vời luôn đúng không? Đấy chữ thuyết nhá, thuyết đây em nhìn được không nhỉ? Đấy, Thu Phương này, Song Lam này, đấy, rồi Minh Huyền này, đấy, rồi thuyết này. Còn những bạn nào mà chưa viết Trương Quỳnh này, bạn Mào Mạnh này, bạn Y Đức này, ok, rồi bạn gì đó là lát thầy viết cho bạn sau nhá, thêm cái tin với thầy, ok, lát thầy sẽ thêm thích tim à, yeah. Nào thích tim cho tim, nào tim ở đâu nhỉ, chỗ nào tim chỗ nào, à đây cho bên này đi, à cho tim to luôn nhá. Đấy, chưa? To chưa? Ha, thêm cái nữa. Cái nữa hai. Cái thôi nhỉ. Đấy, cái thôi. Thầy viết tên em để dễ nhớ đi. Ok. Anh Dương à, anh Dương thì nợ cái nhá. Nợ anh Dương à. Đấy, học sinh. Ok, thôi đấy nhá, hôm nay là đấy rồi. Các bạn có câu hỏi thắc mắc gì thì inbox cho thầy nhá, inbox cho thầy, thầy sẽ trả lời các bạn. Và bạn nào muốn viết chữ thì inbox cho thầy nhá. Hôm nay chúng ta là đây thôi. Bạn nào có câu hỏi gì thì nhá, nhắn tin cho thầy. Ok, thôi chào các bạn nhá. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp các bạn vào tối thứ bảy. Tối thứ bảy các bạn nhá, nhớ lịch tối thứ bảy nhá. Mai có Việt Nam đá bóng đấy, đúng không? Mai tối nay ấy nhỉ? Thầy nhớ mùng 11 tháng 6 không biết là rạng sáng nay hay đá tối mai nhỉ? Các bóng đá Việt Nam là đá tối nay hay đá tối mai nhỉ? Lịch vòng loại World Cup 22 Việt Nam. Ngày mai. À, tối mai. Tối mai đá lúc 11:45. Ngày tối mai các bạn ơi, tối mai cổ vũ Việt Nam nhá. Tối mai ra lại cổ vũ Việt Nam đá bóng. Được chưa? Đấy, thôi hôm nay ta đến đây rồi, chào các bạn nhá. Thôi chắc chúc các bạn ngủ ngon. Ok, lát thầy viết cho Hà là anh Tuấn nhá. Ok, bye bye các bạn.